lại sờ vào cua trước là của người đó. Để em chụp. Đây. Để biết ta trổ tài các bạn nhá. Được rồi. Các bạn ơi. Cá to. Ui anh ơi, có con đỉa đây anh ơi. Ui, ở trên này rất nhiều đỉa đây các bạn ơi. Có con đỉa. Nó chạy, nó chạy. Wow. Nắng thật đấy. Bao giờ cho xong cái mẻ lúa này để mình còn về. Vừa nóng vừa khát nước. Mệt thế à. Cua hoàng đế. Mày biết tao. Tao bắt được mày rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, nhiều xác ve sầu lắm hả Sam ạ? Ui, này, thế là đêm nay là chắc chắn cái gốc này là rất nhiều con ve sầu nó bay lên này. Thế thì bọn mình ấy sẽ có một cái món gọi là ve sầu da cá. Muộn lắm. Alo. Anh Gấu Đỏ à? Cái gì á? Ôi trời ơi. Này, ra ruộng ngay, anh ấy bắt được con cua hoàng đế. Anh Gấu Đỏ ơi, đâu? Bọn em cứ bình tĩnh. Trời nắng quá, anh phải giấu vào gốc rơm rồi. Để tí nữa, con cua đỡ chết ăn nó mới tươi. Em ấy là em thèm lắm rồi đấy. Cua hoàng đế mà nướng rơm ấy thì ngon lắm anh ơi. Em nghĩ cái người nó thì hấp anh ạ. Còn cái càng nói mình bằng đi chiến gió nữa. Anh giấu đâu? Đây này. Quang đế đâu rồi anh? Sao lại có cái cục này? Đây, bọn em không biết à, đây là càng, còn đây là thân, còn đây là càng nữa. Hai cái càng của nó to như thế mà bọn em không nhìn thấy. Thôi chết rồi coi, anh Gấu Đỏ, anh nhìn đi, mình say nắng rồi. Ui, nóng bỏng nữa đây nè. Trời mùa thế này mà bọn em không nhìn thấy mà còn bảo anh là say nắng à. Đúng là say nắng, hỏa mặt trong mặt, nhìn cục đất lại cứ tưởng con cua. Thôi này, anh uống sữa cun đi. Sữa chua uống hương vải mới. Sữa chua uống hương vải, thơm ngon, mát lành vị vải, rất tốt cho hệ tiêu hóa và giúp ngon miệng đấy anh Gấu Đỏ. Tỉnh chưa anh Gấu Đỏ ơi, làm em cứ tưởng được ăn cua hoàng đế. Mai anh ơi, bây giờ đang là mùa cua đồng ấy, hay là anh em mình đi bắt cua về nấu đi. Được đấy, anh cũng đang thèm cua. Thế thì bây giờ ba anh em mình về, lấy đồ rồi đi luôn đi. Em về với. Này này các em ơi. Bắt cua đồng, là em bắt cua đồng. Ta về ta nấu canh cua. Hôm nay chúng mình quyết định ấy là sẽ bắt cua từ chiều đến tối luôn các bạn ơi. Bởi vì khi mà trời tối rồi ấy, là cua nó mới ra nhiều, chúng mình mới bắt được nhiều. Chính vì thế mình chuẩn bị rất nhiều đèn, đèn siêu sáng. Đây, đây, đây là đèn ba mắt các bạn ơi. Đèn này là đeo trên đầu như thế này này. Đấy. Trời, đây, đèn như này các bạn ơi. Đấy, siêu sáng luôn. Còn đèn này là đèn 4 mắt luôn. 1, 2, 3, 4 luôn nè. Còn đèn này là đèn siêu sáng 1000 mắt luôn. Không được. Đưa đấy. Còn anh sợ cua kẹp lắm. Tí nên bây giờ anh sẽ ra chợ, anh mua cái kẹp. Tí nữa anh về anh kẹp con cua, cho cua nó đỡ cắn vào tay anh. Đợi em đi mua cái lưới với. Săn được một thẻ đặc biệt cun thích thật đấy. Một thẻ đổi ngay đến được một xe đạp thể thao siêu cun rồi. Xe đạp thể thao siêu cun của anh á, vừa thời trang, vừa mạnh mẽ. Ui, lại còn có cả đèn chiếu sáng an toàn thế này. Siêu cool nào mà chẳng có. Ngoài ra còn có cả giá được bình nước, cả đồng hồ đo quãng đường nữa cơ. Nhưng mà xe đạp của anh là xe đạp thần tốc, thách thức mọi đội hình, ngầu đấy, em thấy chưa? Xe đạp thể thao siêu cool nào mà chẳng thế. Và cool biết ấy, chúng ta sẽ sử dụng xe đạp cool để thường xuyên vận động đó. Và cool đang khuyến khích chúng ta vận động để khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần đấy. Em đã nói đúng, mẹ còn nói to hả sao mà đi nhanh lên. Đây. Mình đi soi cua là mình phải nhìn để nước nào chỗ nào nó trong, là nhìn thấy cua là mình kẹp luôn các bạn ạ.
ui, nhìn này các bạn ơi, một em cua này, em ấy kẹp luôn là cái này của mình luôn. Một em cua, ui ơi, nhìn này, ê, ơi, hung hăng lắm nha. Ui, một con cua nữa các bạn ơi. Con cua này. Ai sợ vào cua trước, là của người đó. Những cái chỗ rơm như này hay có con này con kia chú vào đây lắm các bạn ạ. Có nhiều rắn đấy nha. Em chỉ nói lý tinh thôi. Ngày mà nắng hay tối là cua chú vào đây các bạn ơi. Anh ơi đây, con gì đây? Đây là rắn à? Con rắn bé đây này, đây là con trạch. Một con trạch vào đây. Trạch mà chiên cũng ngon đấy các bạn ạ. Xem là con nào không anh ơi? Ui cái vũng này như có vẻ có nhiều con đấy hả Tam ơi? Anh ơi nhưng mà đừng có rắn lận ôi. Anh ơi đây này em vừa thấy con này nó lửa lửa đây anh ơi. Đây. Thôi, bình tĩnh. Đâu? Đây rồi. Hai con. Còn nữa, đây nước nào. Đây. Ui đây hả Tam ơi? Ui nhiều lắm các bạn ơi. Nhiều quá anh ơi. Ui thao nhặt. Đây. Ui con này khỏe, con này dễ mạnh à. Anh ơi, nhưng mà nước nó đục em không nhìn thấy được gì cả anh ạ. Ui đây. Gì đây các bạn ơi? Được nhiều phết đấy các bạn ạ. À. Cuối cùng đi bắt cua lại thành chuyển sang bắt chạy các bạn ơi. Ui. Đâu đây? Thấy chưa? Đây. Ui, thôi. Đây, nó vừa chạy qua tay tao này. Đây. Wow! Đây rồi, các bạn ơi. Wow! Vita vừa được rồi. Đây. Cuối cùng Vita cũng vừa được nó rồi các bạn ơi. Ôi đi lên. Bắt được chưa anh? Bắt được chưa? Trâu lắm. Anh hẳn cho hẳn vào. Ai? Được chưa? Ui trời ơi, cục đất đấy nhá, ui trời ơi, gì này. Nhưng mà cái hang này càng ngày nó càng bé, không thò tay được vào. Để em ơi. Tay em thử thò vào xem nào. Thấy gì không? Có gì chưa? Ui, đây. Ui, các bạn ơi. Đây này, nhìn thấy các bạn nhìn thấy con cua chưa? Rồi đi. Ui. Wow, con này càng to dã man luôn các bạn ơi. Anh ơi, cho em cắt một cái. Ui, nhìn các bạn ơi, nhìn này. Ui, ôi, con cua này nó to không này. Ui, nó siêu to luôn. Wow, nhìn này, nó siêu to khổng lồ này. Nó còn có cái càng này. Nó cái càng nó to lắm này các bạn ơi. Càng này mà kẹp vào tay thì thôi rồi các bạn ạ. Con cua, con phải bắt bằng được mày. Mày trốn này đúng. Nóng thế. Mát chưa. Cảm ơn mày nhá. Mà cái quả đa lăng côn này mày dùng lâu thế mà vẫn chưa hỏng à? Mày nói cái gì? Cái mồm. Quạt côn ấy là hơi bị bền đấy nhá. Mày nhìn này, 3 cấp độ gió. Gió vừa, gió to hơn nữa. Vẫn đủ gió làm cho mày bay sang tận châu Phi đấy nhá. Ôi, tao đùa tí, mày làm gì mà căng thế? Tao ấy đã phải tích lũy 24 thẻ quả cun để đổi lấy một quạt đa năng cun 4-1 xịn sò này đấy. Quạt đa năng cun 4-1 vừa có thể cầm tay, vừa có thể để bàn, vừa có thể đeo cổ này. Mày đã thấy tiện chưa? Quạt ấy có đèn đổi màu ấy, màu sắc đẹp, độ bền cao. Có nó nhá, thổi bay ngay cơn nóng mùa hè đấy. Tao biết rồi, cho tao xin lỗi. Lâu quá, mấy cái đứa này nó lại cãi nhau rồi các bạn ạ. Cứ ngày cãi nhau rồi cùng lo bắt cua trời tối đến nơi bây giờ. Mà nghe bọn nó bảo tích lũy 24 thẻ quà cun là đổi được một quạt đa lăng cun 4-1 đấy các bạn. Mà tích lũy 36 thẻ quà cun là đổi lấy được một ba lô chống gù đa di năng này. Ba lô vừa có thể hỗ trợ chống gù, vừa có thể mang đi học, vừa có thể tháo rời túi nhỏ để mang đi chơi. Trên túi nhỏ còn dán những hình tích cơ đẹp mê ly. Cho em mượn tí. Ê, run. Các em ơi, trời tối đi cẩn thận đấy, tại vì ở ngoài đồng này cũng nhiều khi là có cả rắn đấy. Vâng. Với lại nhiều chỗ thụt lắm anh ạ, phải đi cẩn thận nhá. Rất là thụt luôn các bạn ạ. Úi trời ơi, ôi. Mita là người dẫn đầu các bạn ơi. Đó, Mita đi bên kia kìa. Ui. Đi đi anh ơi. Lên được không? Đâu? Đây,
đâu ơi, anh nhìn thấy đang bò rồi. Đâu đây pita đây một con đang bò này, đây một con đang bò này các bạn ơi. Còn không đâu đâu ấy. Nó mất à, đây rồi. Đâu đây. Con này còn to. Wow, con này rất to, màu vàng óng luôn. Quay vào đây. Đi ở những cái ven ven cạnh ven này cũng hay có này. Cua này hay trú vào đây này các bạn ơi. Có cả cá nữa này anh ạ. Cá này. Đây là con gì ấy? Có một con. Đây, con cua đấy. Đâu. Ui, con cá này các bạn ơi. Ui, cá. Đấy các bạn, cái cá ấy. Đây. Nó núp ở đây. Núp, đưa đây, anh ra đây. Thoát khỏi tay Pita thế nào? Thoát khỏi em thế nào được? À đây, anh ơi. Đâu phải, đây là con ốc anh ạ. Đây, nó đang bò đây. Ui, các bạn ơi, nhìn này. Đây. Ôi, nhiều không? Nó đi này anh ơi. Đấy. Pita đâu? Ui, đây này, hai con luôn này. Bắt được bạn hẳn hai con luôn. Đây. Ai rồi? Nó tụt tí nữa thì đổ. Cẩn thận. Nào đi được không? Hải tam chấp tụt này được các bạn. Cá này anh ơi. Đây nè. Kẹp nó sao được cá, cá bé xíu này kẹp nó sao được. Đây các bạn ơi, cá này, cá bé xíu chiêu luôn này. Đây. Nhanh lên Hải Tam ơi, nhanh lên. Thôi, trời tối lắm, em quyết định rồi, em đi về đây, em không bắt cua nữa đâu. Bắt cua lại bảo về, đã bắt được mấy con cua đâu. Nhưng mà trời tối lắm, sợ chết đi được anh ạ. Mẹ anh cho em mượn cái quạt đa năng cút 4 trong 1, quạt đổi màu luôn này. Ui dồi ôi, con đèn đổi màu luôn. Thế mà em quên mất cái vụ này đấy anh ơi, nhìn này. Con đỏ này, đây là màu xanh kiểu như là xanh dương dương này. Ui đỏ nó này anh ơi. Ui. Em đeo vào cổ đi. Vừa quạt mắt mà vừa soi sáng cho đỡ sợ luôn. Đúng rồi, cho em mượn nhá. Đi. Có cái quạt đa năng cùn 4 trong 1, Hà Sam bớt sợ hẳn luôn các bạn ạ. Hy vọng là Hà Sam sẽ bắt đầy xô cua luôn. Các bạn có nhìn thấy một con nữa không các bạn? Chỗ này để mày chạy yêu. Được chưa? Ôi, chạy nhanh đấy. Nhưng mà anh còn bắt nhanh hơn. Pita bị cua kẹp các bạn ơi. Pita bị cua kẹp. Các bạn có nhìn thấy con gì đấy không? Một con đỉa đấy các bạn ơi. Đây. Ủa, con đỉa này to lắm, con đỉa vừa hút máu trong ngoài sao ấy. Chắc Pita bị hút máu rồi. Hà Trang bắt đây xem. Không, em sợ. Đây này, kẹp lên. Đây. Ôi trời ơi, sợ. Nó chạy ra kìa. Ôi, nó chạy mất rồi. Nó chạy. Anh cứu rồi, nhìn kia. Anh nhìn thấy rồi. Các bạn có nhìn thấy gì không? Ui, có một con cá này các bạn ơi, có một con cá đấy. Đây. Để anh bắt cho, cầm, đưa bẹt, cầm đây. Hải Sam bắt à? Ui. Anh cầm hộ em. Đây này các bạn ơi, đây. Ui, chạy rồi. Đây, Hải Sam, ui. Đây Hà Sam ở bên này. Đấy, con cá vẫn đang ở chỗ kia kìa. Hà Sam bắt đầu cầm cái kia để chụp các bạn. Nó đang di chuyển kìa các bạn ơi. Ê, cẩn thận, từ từ thôi. Xem chuyên gia Hà Sam bắt cá các bạn nhá. Bắt đầu. Dứt khoát. Một. Ôi trời, bắt được cá rồi. Bắt được rồi các bạn ơi. Anh có đỡ khó quá anh ơi. Đó, trong này rồi, em thấy nó keo rồi. Trong này cá nó vào trong này rồi, nhưng bây giờ làm cách nào để lấy được nữa các bạn ơi. Tay em to quá. Thò từ dưới. À, em hốt lắm anh nhờ. Cẩn thận, nó chui ra, bắt ra sao vậy. Đây là cá rô phi. Nhưng con này bé quá sao ơi. Thôi thả con này đi, con này bé quá. Nó chó là nó chạy từ ra ngoài từ lúc nào. Cái con lúc nãy Pita bắt được con to, thôi thả đi. Vâng. Ôi, đi. Rồi, đi, bắt cua đi à sao ơi. Pita đang nhìn thấy một con cua các bạn ơi. Đây rồi. Xài ơi. Đây này, ngày hôm nay là ngày bội thu của anh em mình. Bắt được rất nhiều cua. Được chưa. Một con nữa. Ôi giời ơi. Pita này chỉ có kiểu như là có duyên với lại cá cua hay sao, hay bị cua nó cắp lắm anh có đỏ. À, các em nhìn thấy con này không? Đây là con cua anh ơi. Con cua này. Con này không thoát khỏi tay anh đâu. Được chưa? Đây rồi các em ơi. Đấy.
được một con cua nữa rồi các bạn nhá. Nhiều ở trong trời lại anh nghĩ rất nhiều cua đấy các em ơi. Cua thì em chưa thấy nhiều nhưng mà ốc thì em thấy nhiều lắm anh ơi. Cá con này, cá con này. Được không anh ơi? Không bắt được là sao rồi? Ui anh ơi, có con đỉa này anh ơi. Ui ở trên này rất nhiều đỉa đây các bạn. Ui, có con đỉa. Ui, nó bò này. Wow, wow. Người nó bình thường nó co lại như này các bạn ơi, nhưng mà động của nó là nó bò rất nhanh luôn hả Tâm nhỉ? Em thì kẹp nó lên xem. Em kẹp nó lên xem. Thôi. Lên đi anh ơi. Ồ ngay nghe nó tụt xuống tận chân. Ui các bạn ơi, thế này mà đỉa chui vào. Wow. Để em chụp. Đây. Để biết ta trổ tài các bạn nhá. Được rồi. Các bạn ơi. Cá to. Đây. Hôm nay Bita hơi bị mắt tay luôn các bạn ạ, bắt được rất nhiều cá. Đâu anh nhìn vào xem nào. Ui đây. Ui, nó rãy này. Đây. Đâu? Cẩn thận nó đi mất đấy Bita. Cẩn thận chứ. Ai chà. Thả vào trong. Đây này. Thả vào trong. Anh xem có cá gì đây. À, một con tròn anh ạ. Con này là con cá chuối à hay con cá chê nhỉ? Thế là anh em mình bắt được hơi nhiều, vừa rô phi vừa cá. Bội thu. Này, là cái chỗ này là nhiều cá lắm anh ơi. Bây giờ anh em mình chuyển sang bắt cá đi anh. Không, đi bắt cua là bắt cua, còn bắt cá để không khác là sao mà. Lúc chiều chúng mình bắt được khá rồi các bạn ạ. Và bây giờ cũng bắt được nhiều phết rồi đấy. Nhưng mà do trời mưa quá nên tạm thời bây giờ chúng mình đi về đó các bạn nhá. Mai chúng mình sẽ chế biến cho cua này và cho cua lúc chiều nữa. Bây giờ về trước đi. Đấy, anh chạy nhanh. Bây giờ ai cũng lo chạy về đó các bạn ạ. Trong cơn mưa trời lại tạnh và ngày hôm nay thì chúng mình đang nướng cua này các bạn ơi. Số cua này chúng mình sẽ nướng, còn số cua còn lại chúng mình sẽ nấu canh các bạn nhá. Ngon quá anh Út ơi, hôm qua chạy mưa gần chết anh. Đưa rồi, cho vào đi. Thơm thế. Rồi, bây giờ nha. Ui, lúc nãy chúng mình ăn nướng vàng qua rồi. Ui, cái càng này to này anh ơi. Chắc nắm thịt lắm đấy anh ạ. Tí nữa anh ăn cái càng này. Em ăn à. Cái càng này là hôm qua là kẹp Pita với lần đấy. Ui, chín rồi các em ơi, chín rồi. Đây. Cua đã chín rồi các bạn nhá, cua đã chín rồi. Ui nhìn các bạn ơi, vàng ươm luôn này. Ui trời ơi. Nó đã đổ. Rồi lên ra ngoài. Đây này, còn đây là bát bột canh muối ớt. Rồi. Chấm đi, ai ăn trước đây? Để em. Để em. Ai dạ, Mita còn đến cá lốt này. Quấn này, quấn cua. Ui trời ơi. Cuốn con này cẩn thận, nó kẹp mồm ấy nhá. Hôm qua tội bắt nó. Thế nào? Ngon lắm, giòn tan luôn. Ngon lắm à, sao ạ? Ngon lắm. Cò thích chấm con này. Ngon. Ngon anh ạ, giòn, thơm. Ừ thôi. Ngon là sao, con nào đây? Em phải chọn cái con nào mà đúng cái con hôm qua em bắt rồi anh ạ. Ui trời ơi, cẩn thận cay. Ôi, ngon. Ui, nó giòn lắm luôn anh ơi. Như này. Giòn lắm luôn anh ạ. Thơm lắm anh ơi. Nhìn mọi người ăn cũng thèm quá rồi, mình cũng phải thử một con các bạn ạ. Xem nào. Ui. Đây, con này. Ui. Mời các bạn nha. Ngon anh. Nó giòn, nó ngọt, nó thơm các bạn ạ. Còn chua chua cay cay. Cuối cùng sau một ngày một đêm vất vả đi kiếm cua, chúng mình cũng có một thành quả này các bạn ơi. Thành quả rất là to lớn và rực rỡ luôn. Và video đến đây là khá là dài rồi, nên là chúng mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và các bạn ơi, các bạn hãy nhớ tham gia chương trình khuyến mãi cùng Cun vận động mỗi ngày 2023 từ ngày 1/4/2023 đến ngày 30/6/2023 bằng cách săn thẻ quà Cun trong mỗi lốc sữa Cun dạng hộp giấy, dạng chai hoặc dạng túi để có thể sở hữu được quạt đa năng Cun 4 trong 1 này, ba lô hỗ trợ chống gù đa di năng Cun hoặc là xe đạp thể thao siêu Cun nha. Ngoài ra khi các bạn mua sữa chua uống Cun sẽ nhận ngay một bộ dụng cụ học tập cực kỳ chất. Khi tích lũy đủ thẻ rồi, các bạn mang tới đại lý sữa Cun gần nhà để đổi quà nha, hoặc là liên hệ tới số 1900 633 571 sẽ có các anh chị hướng dẫn đổi quà. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn nha. Bye bye.